Miệt thứ vì cộng đồng. Vào lúc 13:30 ngày 18 tháng 7, huyện An Minh đã thực hiện thành lập khu phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ 108 hộ dân ấp Bằng B, xã Thuận Hòa, huyện An Minh đã phải thực hiện cách ly từ 13:00 ngày 18 tháng 7 đến 13:00 ngày 31 tháng 7 năm 2021. Vào thời điểm đó đã có 56 người dân thuộc trường hợp F1 được đưa về khu cách ly tập trung của huyện và 268 người dân thuộc trường hợp F2 phải thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Và ngay ngày hôm sau, tức ngày 19 tháng 7, một nhóm các bạn trẻ đã thành lập ngay nhóm thiện nguyện xã Thuận Hòa, gồm các thành viên là Ti Dương, Khải Nghiêm, Trần Kiều Ngân, Duy Khánh, Huyền Trân, Hoài Phô, Phương Tính, Huỳnh Như và Trần Văn Hải. Và với nguồn tiền quyên góp được từ lời kêu gọi đăng tải trên mạng xã hội Facebook, các bạn trẻ đã thực hiện được 5 chuyến tiếp tế hàng nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con tại vùng cách ly y tế ấp Bần B và tại 4 cơ sở cách ly tập trung trên toàn địa bàn huyện An Minh. Ngoài ra, nhóm bạn trẻ còn tổ chức bếp cơm không đồng, hỗ trợ trạm y tế xã và các chiến sĩ trực chốt kiểm soát trên toàn địa bàn xã Thuận Hòa. Được sự chia sẻ của bà con, Miệt Thứ thứ 11 đã liên lạc với Ti Dương, người đã trực tiếp kêu gọi sắp xếp quản lý công việc của cả nhóm để thực hiện phóng sự này. Và khi được hỏi lý do nào dẫn đến thành lập nhóm thì bạn Ti Dương đã cho biết: em thấy bạn bè, anh chị, cô chú, hàng xóm của mình từng người, từng nhà phải đi cách ly hết. Trong hoàn cảnh như vậy nên bản thân em tự nhủ với lòng là phải làm điều gì đó cho mọi người. Người ở lại đã khổ, người đi còn khổ hơn. Ban đầu em quyết định thành lập nhóm thiện nguyện để hỗ trợ cho bà con trong khu phong tỏa và bếp ăn trạm y tế để tiếp sức cho mọi người lúc khó khăn này. Ngày thành lập của nhóm là ngày 18 tháng 7 năm 2021. Và mục đích chính của tụi em là tiếp tế cho mọi người trong khu phong tỏa và nấu những bữa cơm cho cán bộ trạm y tế xã. Trong ngày 19 tháng 7 năm 2021, em đã nhận được điện thoại từ bạn bè, anh em ở các khu cách ly tập trung. Họ nói rằng họ không ăn uống được gì, thiếu nước, thiếu thuốc và một số đồ dùng thiết yếu, nên em đã quyết định thành lập thêm một chiếc xe đi tiếp tế cho mọi người. Nguồn kinh phí là từ những số tiền của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho chương trình hoạt động của tụi em. Tụi em đã mua những thứ cần thiết để đem đi cho mọi người. Chuyến xe bắt đầu từ ngày 19 tháng 7. Khi nhận được thông tin, em liền sắp xếp đi ngay trong ngày để kịp hỗ trợ cho bà con ngay lúc đó. Nói về những khó khăn và trở ngại khi hoạt động, bạn Ti Dương cho biết nhóm có khó khăn trong việc đi lại, nhưng nhờ có các cán bộ, ấp, xã hỗ trợ giấy phép thông hành nên việc đi lại dễ dàng. Và từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7, nhóm đã thực hiện được các hoạt động cụ thể sau: hỗ trợ bà con trong khu phong tỏa mua những thứ cần thiết, hỗ trợ bếp ăn không đồng cho trạm y tế và cán bộ trực chốt, chuyến xe tiếp tế không đồng đến các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện An Minh, và gửi những phần quà hỗ trợ cho bà con trong khu phong tỏa như gạo, mì, sữa, gia vị và nhu yếu phẩm. Chia sẻ thêm về công việc chi tiết mà các bạn đã làm trong một ngày, bạn Ti Dương đã bộc bạch nói: nhóm tụi em đã bắt đầu công việc từ 5 giờ sáng mỗi ngày là chuẩn bị buổi ăn sáng cho trạm y tế và các cán bộ trực chốt. Khi hoàn thành buổi ăn sáng xong thì nhóm tụi em chia ra đội hỗ trợ trong khu phong tỏa, một đội đi nhận đồ hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, đội còn lại chuẩn bị cơm trưa cho trạm y tế. Buổi trưa nhóm tụi em chuẩn bị đồ cho các chuyến xe tiếp tế ở khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện An Minh. Buổi chiều công việc y chang buổi sáng. Tính đến thời điểm hiện tại thì nhóm đã tạm ngưng hoạt động với lý do: ngày 29 tháng 7 năm 2021, chuyến xe tiếp tế lần thứ 5 của nhóm tụi em đã hoàn thành và nhóm chúng em quyết định tạm ngưng chuyến xe tiếp tế không đồng vì mọi người nhận hầu hết đủ những nhu yếu phẩm cần thiết đủ dùng cho thời gian cách ly còn lại. Với khoản tiền quyên góp còn lại, nhóm tụi em sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn và bếp ăn trạm y tế cho đến khi hết kinh phí.
chia sẻ với Miệt Thứ thứ 11, nhóm Thiện Nguyện Thuận Hòa, các bạn cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian qua để hỗ trợ cho bà con trong vùng dịch cùng vượt qua thời gian khó khăn này, và chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, vững tin trong dịch Covid-19. Và tiếp theo là nhật ký hành trình chuyến xe tiếp tế không đồng của các bạn trẻ xã Thuận Hòa, huyện An Minh mà Miệt Thứ mong muốn được chia sẻ đến tất cả mọi người. Hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ là một kỷ niệm đẹp thật sự khó quên của một thời thanh xuân của các bạn. Và Miệt Thứ cũng mong rằng sức trẻ dám nghĩ dám làm của các bạn trong thời gian này sẽ lan tỏa một tinh thần tích cực giúp bà con vững tin chống dịch Covid-19. Xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và tiếp tục phát huy những hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Thank you.